bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Đầu tiên và 84 vẫn đang dựng lên một bức tường chắc chắn trước đợt tấn công. Đây là cơ hội không vào. Tờ Hìn đã phải trổ tài để cứu thua sau pha dứt điểm đến từ Huy Hoàng. Xin chút nữa thì 84 đã tạo nên một sự bất ngờ. Huy Hoàng ra chân quá nhanh đánh đầu. Huy Hùng vượt bóng rất nguy hiểm, đây là Đình Thi. Cơ hội Hưng Ngô Diêu đã không thể chiến thắng được Đắc Thảo. Có được chuyền bóng rất xa hướng đến từ Đình Thi. Và đặt lòng của Hưng Ngô Diêu lại quá hiền, đạt 36. Cơ hội không vào. Hãy dành những lời khen ngợi cho Tờ Hìn quá đáng tiếc trở vào thời điểm đến từ lão tướng đầy kinh nghiệm và kỹ thuật, đó là Trương Đích. Thì đây sẽ là câu trả lời của mèo vàng Yên Phong. Rất may là hàng phòng ngự của 84 đã chơi tập trung, nhưng trước đó Trương Đích có thể đưa bóng vượt qua nỗ lực lăn xả đến từ Tờ Hìn. Đình Thi Thôi Nhấn Sơn Văn Hùng đường đi bóng quá mạo hiểm và đây sẽ là cơ hội phản công, đạt 36. Hưng Ngô Diêu quá đáng tiếc cho cơ hội vừa rồi đến từ sự kết nối giữa Đạt Ma Giáo và Hưng Ngô Diêu. Người bạn rất thân và rất hiểu nhau. Cơ hội Huy Hoàng không vào. Quá đáng tiếc. Huy Hoàng có thừa thời gian và khoảng trống để căn chỉnh. Không phải là một đường chuyền cho Trương Đích. Quyết định giữ ở ngoài nhưng lại đưa bóng nhìn quá thiếu chính xác. Quá hay đến từ Trương Đích. Cơ hội. Tình huống mà Tân Minh Hạng nhận định những lợi thế rõ ràng của 1954 đã bị trôi qua. Trương Đích điểm không thể vượt qua được hàng rào. Có lẽ 87 cần thêm những toàn tính về mặt chiến thuật. Văn Hùng đã bắt buộc phải phạm lỗi sau một tình huống xử lý quá rườm rà. Người phạm lỗi đó là Chu Tiềm. Huy Hoàng Văn Quyền đã lăn xả.
Mà giáo nhờ tin tưởng ở vị trí tiền đạo, cầu thủ có khả năng dứt điểm và làm thường rất tốt. Cơ hội không vào. Hoàn Nguyên lại là cơ hội phản công. Đàn Ma Giáo, tốc độ của Đàn Ma Giáo, cơ hội, bóng trôi qua cả hai mũi giày của Đình Thi và Hưng Ngô Diêu. Vẫn là sự tiếc nuối sau những đường lên bóng đến từ 1987. Vì thế may mắn ngày hôm nay phần nào đó cũng đang đứng về phía cao thủ 1984. Rất khó để đánh bại được Tờ Hìn. Có thể đó sẽ chỉ là những tình huống dứt điểm mang tính chất cầu may thôi. Huy Hoàng, Trương Đức, Trương Đức không vào. Hàng phòng ngự của 84 đang bắt đầu bộc lộ những lỗ hổng chết người. Dù sao thì có thể đứng vững đến thời điểm hiện tại đó cũng là một thành tích mà ít người nghĩ đến. Đắc Thảo vẫn đang chơi hay. Và dứt điểm là của Đình Thi. Nó đến từ 87 hay là 84. Đứng Ngô Diêu, bóng đi căng nhưng vẫn cần thêm những sự chuẩn xác. Xào số 1 của 87 Yên Phòng. Trường Đức, cơ hội không thành công. Quá đáng tiếc là Trương Tuấn lại không thể băng vào để tạo nên một tiếng băng cắt. Một điểm chạm thôi, một điểm chạm thôi thì cũng có một Tờ Hìn sẽ rung lên. Câu trả lời quá nhanh chóng và rõ ràng đến từ 1984. Tình huống phạm lỗi là của Trọng Tuấn. Đội hình của họ đi uống bia hết 98% rồi. Tầm này thì có thể nhiều anh em không nâng được cúp nữa. Nhưng điều quan trọng là người ta vẫn còn chờ đợi với những nỗ lực của 87 trong những phút giây cuối cùng này. Đạt Ma Giáo! Chúng ta sẽ cần phải chờ đợi. Chúng ta sẽ cần phải chờ đợi điểm chạm. Điểm chạm ở trong tình huống này. Tài tử Minh Hằng đã quyết định sử dụng công nghệ video. Vì vậy anh cần phải xác nhận, xác định chính xác điểm chạm nằm ở đâu. Vẫn sẽ có những phạm lỗi nhưng sẽ không có một quả bèn. Điểm phạm lỗi nằm cách vòng cấm khoảng 1 mét. Và sẽ có một tiếng đá phạt cố định dành đến cho cao thủ 1987. Đây có thể sẽ là cơ hội rõ ràng nhất của họ còn lại trong quãng gian thi đấu chính thức. Họ cần phải cẩn thận. Dĩ nhiên rồi. Không được. Đánh nhau, không vào. Vẫn là Đắc Thảo. Đắc Thảo vẫn đang quá hay cho trận đấu ngày hôm nay. Bóng vẫn trong sân. Và tiếp tục có một tiếng đá phạt dành đến cho 1987. Có lẽ Tờ Hìn cũng sẽ dâng cao. Lại là một tiếng cố định mang rất nhiều những sự nguy hiểm và những niềm trông đợi. Hưng Ngô Diêu và xử lý rất tốt. Đình Thi dùng đá phạt nhanh. Hưng Ngô Diêu không vào. Hưng Ngô Diêu, Hưng Ngô Diêu. Bóng vẫn thuộc về các cầu thủ 1987. Và hồi còn hết giờ đã vang lên.
1984 đã làm tất cả để giữ lại hình ảnh tuyệt vời của chính họ và mang về chiếc vô địch cho 1985. Các cầu thủ của 85 đến ra bắt tay 84 đi. Mời về ăn thịt chó. Bóng đá luôn là một cuộc chơi quá nghiền ngã. Đã phải nỗ lực đến những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Nhưng bóng đá là vậy. Và xứng đáng được vinh danh ở mùa giải năm nay với những gì mà mình đã thể hiện. Nhưng bóng đá thì luôn là cuộc chơi của những sự nghiệt ngã. 87 có thể là một nhà vua không ngai và họ vẫn trên con đường đi tìm ngai vàng đầu tiên của chính mình. Chúng tôi xin mời danh hiệu tuổi trẻ xuất nhất sẽ được trao đến cho tuổi trẻ huyện Yên Phong. Chúng tôi đại diện anh Tô Minh Hằng và anh Đàm Khải để lên nhận danh hiệu tuổi trẻ xuất nhất. Đầu tiên sẽ là danh hiệu vua phá lưới. Chiếc giày vàng sẽ gọi tên Hưng Mô Diêu của Đồng Liên 1987, mèo vàng Yên Phong. Năm mà thắng qua được, Hưng Mô Diêu vẫn luôn là sát thủ hàng đầu của lứa 1988. Thủ thành xuất sắc nhất sẽ gọi tên Tờ Hin của 87 Yên Phong. Xin mời đội trưởng Tờ Hin của 87 Yên Phong. Luôn nỗ lực trong mỗi một trận cầu và Tờ Hin luôn là chốt trận quan trọng nhất mà người mà Yên Phong có được. Chúc mừng Tờ Hin. Giải phong cách sẽ gọi tên những người nhanh nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Đội bóng Giáp Tý 1984 Bắc Ninh. Đồng huy trường bạc sẽ gọi tên mèo vàng Yên Phong 1987. Xin mời các thủ 1987 sẽ cùng di chuyển lên phía trên với nhà giải. Một đấu đầy nỗ lực với 1987. Thì có lẽ bóng đá thì luôn là cuộc chơi của những sự nghiệt ngã. Và tôi xin mời Hà Nội kia vô địch 1985 trường vào Bắc Ninh. Xin mời các thủ 1985. Một mùa giải đây nỗ lực nhưng có lẽ sẽ còn nhiều hơn. Điều để nói về đóng góp của 1985. Chúc mừng các thủ 1985. Đó là nhà đương kim vô địch của giải Liêu Điền Tứ Hùng hội tụ năm 2021.